vị và các bạn đã đến với Điểm báo Online ngày 11 tháng 8 năm 2017. Chương trình ngày hôm nay sẽ bao gồm những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Thủ tướng, nhà đầu tư chứng khoán hãy bình tĩnh tin tưởng. Tôi kêu gọi tất cả các nhà đầu tư hãy bình tĩnh yên tâm, tin tưởng vào sự công khai, minh bạch, giám sát chặt chẽ của chính phủ. Đây là thông điệp từ Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khi ông đề cập đến phiên giao dịch chìm trong sắc đỏ một ngày trước đó của thị trường chứng khoán Việt Nam tại lễ khai trương thị trường chứng khoán phái sinh diễn ra ở Hà Nội vào sáng ngày 10 tháng 8. Vì sao Hà Nội vẫn chưa khống chế được dịch sốt xuất huyết? Chỉ 8 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận tới 80.555 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, 24 trường hợp tử vong. Ngành y tế dù đã rất khẩn trương ứng phó, nhưng dường như vẫn trở tay không kịp với sự biến đổi bất thường của mùa dịch năm nay. Vì thế, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các địa phương, đặc biệt là Hà Nội, cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa để dập tắt dịch sốt xuất huyết. Thông tin chi tiết được đăng trên Nhân dân điện tử. Hiệp hội Bất động sản, doanh nghiệp bất động sản kiến nghị với Bộ Xây dựng và Thủ tướng về văn bản pháp lý với Condotel, trong khi khách hàng cũng mong muốn có giấy chứng nhận đảm bảo quyền sở hữu. Phát biểu tại tọa đàm về phát triển thị trường bất động sản với chủ đề Thị trường Condotel và nỗi lo thừa cung do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức chiều ngày 10 tháng 8, ông Phạm Văn Thường, trưởng phòng quản lý bất động sản, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, Condotel là loại hình bất động sản mới và các luật chưa quy định cụ thể, chứ chưa phải chưa có, Dân Trí đưa tin sáng nay. Thưa quý vị, hơn 100.000 thí sinh không xét tuyển cũng đóng lệ phí. Số tiền này đi đâu? Đại diện của Sở Giáo dục Đào tạo cho biết, thí sinh không đóng lệ phí dự thi, nhưng lệ phí xét tuyển tối đa là 30.000 đồng trên một nguyện vọng. Số tiền này sau khi thu từ thí sinh sẽ được phân bổ đều cho 3 nơi, Sở Giáo dục Đào tạo, Bộ Giáo dục Đào tạo và Trường Đại học. Lệ phí này sẽ phục vụ cho quá trình thu nhận hồ sơ dự thi và xét tuyển, không dùng cho việc tổ chức kỳ thi. Thông tin chi tiết trên báo Thanh Niên. Cần Thơ đề nghị truy tố 3 cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án Tòng Thiên Mã. Vào ngày 10 tháng 8, nguồn tin của Dân Trí cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa đề nghị Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao truy tố 3 cựu cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, VDB Cần Thơ, về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cách chức Giám đốc Tư vấn nhận chìm bùn nhiệt điện Vĩnh Tân. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, chiều ngày 10 tháng 8 năm 2017, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghệ Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc kỷ luật viên chức quản lý đối với ông Hà Quốc Quân. Trước đó, khi có thông tin ông Quân thành lập và điều hành doanh nghiệp riêng, tham gia tư vấn nhận chìm bùn xuống biển Bình Thuận, Bộ Công Thương đã cho kiểm tra, sau đó đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hà Quốc Quân để tập trung kiểm điểm, làm rõ các vi phạm và sẽ xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Hà Quốc Quân theo đúng quy định. Thông tin trên Vietnamnet. Vì sao hoãn xử vụ nhắn tin đe dọa Chủ tịch Bắc Ninh? Câu hỏi được đưa ra trên vietnammới.vn. Liên quan đến việc hoãn xét xử vụ án nhắn tin đe dọa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Tử Quỳnh, theo dự kiến là ngày 9 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vì một số nội dung trong hồ sơ vụ án cần phải thu thập thêm chứng cứ để làm rõ hơn hành vi phạm tội của bị cáo. Thông tin tiếp theo, thị trường thế giới ngày 11 tháng 8. Giá vàng chạm đỉnh 2 tháng, USD xuống đáy 8 tuần so với đồng Yên. Giá vàng tiếp đà tăng trong ngày hôm qua vì đồng USD giảm mạnh so với Yên Nhật. Trong khi đó, giá dầu thô bất ngờ giảm vì lo ngại OPEC và các đồng minh không thể giảm nguồn cung dư thừa chỉ bằng việc giảm sản xuất. Trên thị trường vàng, giá tăng phiên thứ 3 liên tiếp chạm đỉnh 2 tháng trong phiên giao dịch ngày thứ 5, ngày 10 tháng 8. Nguyên nhân là vì những diễn biến mới trong mối căng thẳng đang leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến những tài sản an toàn như vàng và khiến đồng USD chạm đáy 8 tuần so với Yên Nhật trên thị trường tiền tệ. Thông tin chi tiết trên vietnambit.vn. Hoa hậu Hoàn Vũ 2005 gọi Hà Anh là siêu mẫu sexy nhất châu Á. Trên tài khoản Instagram, Hoa hậu Hoàn Vũ 2005 chia sẻ bức ảnh cô và Hà Anh mặc bikini tạo dáng sexy trên bãi biển Phuket, Thái Lan. Cô còn tâm sự, mình đã có khoảng thời gian vui vẻ bên Hà Anh, siêu mẫu sexy nhất châu Á. Lời khen tặng của Natalie Klebova khiến Hà Anh rất hạnh phúc bởi Hoa hậu Hoàn Vũ 2005 coi cô như một người bạn thân thiết. Thông tin chi tiết trên ngôi sao. Triều Tiên, biển người thách thức lời cảnh báo của Tổng thống Trump. Hàng chục nghìn người dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã cùng tụ hội tại quảng trường ở thủ đô Bình Nhưỡng, vẫy các biểu ngữ, giơ cao nắm đấm lên không trung, thể hiện sự thách thức sau lời cảnh báo sẽ lửa cháy và thịnh nộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.